Đây là tập thể lớp 12V3 của thầy, học vào lúc 6 giờ đến 7 giờ 30, khóa 2005, học vào tối thứ ba hàng tuần. Và thầy tặng các bạn đó là một cuốn 150 để đọc hiểu kèm đáp án chi tiết. Đấy, bánh trung thu. Đấy, bánh trung thu thì chắc chắn là chúng ta phải có cả nước nữa đúng không? Đấy, trung thu là ăn bánh uống trà. Đấy, thầy chúc các bạn có một mùa trung thu thật sự là ý nghĩa và ấm áp, và chúc các bạn có những ước mơ sớm thành sự thật. Đấy. Mãi mãi yêu các bạn và chúc các bạn gặt hái nhiều may mắn trong năm học mới. Nào hú hét đi các em.